Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Một ngày vừa qua thì cộng đồng mạng đang rộ lên tin đồn nữ ca sĩ Hòa Minzy chia tay với chồng thiếu gia Minh Hải. Mới đây giữa những ồn ào này thì nữ ca sĩ đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội với biểu cảm gây chú ý. Chuyện tình của nữ ca sĩ Hòa Minzy và đại gia Minh Hải từng khiến công chúng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong thời gian hẹn hò và ở chung nhà, cả hai thường xuyên đăng ảnh chung, tương tác qua lại với những câu chuyện tình đẹp. Tuy nhiên, mới đây thì cộng đồng mạng đang tìm ra khá nhiều bằng chứng cho rằng nữ ca sĩ Hòa Minzy và đại gia Minh Hải đã âm thầm đường ai nấy đi. Nguyên do bắt nguồn từ việc cặp đôi đã có con chung, thế nhưng cả hai vẫn để chế độ độc thân trên trang Facebook. Tuy nhiên, không loại trừ là khả năng cả hai vẫn giữ chế độ này từ trước và chưa thay đổi. Dẫu vậy thì cộng đồng mạng vẫn tiếp tục tìm ra rất nhiều chi tiết vào dịp lễ tình nhân vừa qua. Vợ chồng Hòa Minzy không có động thái nào nhắc đến nhau trên các trang mạng xã hội. Bài đăng của đại gia Minh Hải vào ngày lễ tình nhân không nhắc gì đến Hòa Minzy, còn cô thì cũng vui vẻ đi du lịch và không nhắc gì tới chồng. Mới đây, giữa lúc tin đồn này vẫn đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, thì vào tối ngày hôm qua, Hòa Minzy đã lộ diện qua những bức ảnh chụp chung với hội bạn gồm Puka, Duy Khánh, ST Sơn Thạch. Đáng chú ý là cô không hề tỏ ra buồn bã giữa bão tin đồn mà vẫn giữ thái độ vô cùng vui vẻ. Trong ảnh thì Hòa Minzy thoải mái cười đùa với những người bạn của mình. Cùng với đó, trên trang cá nhân thì cô cũng đã chia sẻ bài đăng ủng hộ ca khúc mới nhất của nam ca sĩ Eric. Qua chia sẻ của Hòa Minzy thì có thể thấy rằng dường như cô không mấy bận tâm về tin đồn chia tay bạn trai trong thời gian gần đây. Hiện tại thì những thông tin này vẫn chỉ đang là đồn đoán. Mọi diễn biến tiếp theo liên quan đến sự việc chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của S News. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.